Tiếp tục chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống Mental Health and Life, mình đang nói tới phần hai vấn đề. Một phần bác sĩ nói là một người rửa tay tối ngày, còn chị Thủy thì nói tới phần một người lấy chồng sau đó thì thấy cái gì cũng dơ giấy và đi về không trở lại với người chồng luôn, và từ đó cũng không lấy chồng nữa. Thì tất cả đều là do cái suy nghĩ, cái thinking của mình mà ra. Và bây giờ đó mình phải làm cách nào để những có cái câu chuyện này đó, rất là nhiều người ở ngoài Xin kêu cô Cathy hợp có nha. thể chia sẻ một hai trường hợp Dạ. mà cô Cathy thực sự đó, bệnh thực sự chứ không phải là mình tưởng tượng ra, Không. là để cho những cái người mà quý vị khán thính giả nghe được, có thể thấy được mình cũng có tương tự như thế, hay là người nhà của mình, người quen của mình, bạn bè của mình có những cái biểu hiện như thế, để có thể liên hệ tới cái vấn đề này. Còn một trường hợp nữa, tôi thấy là cái bà này bà trải qua một cái kinh nghiệm kiểu đau khổ mà bà không giải quyết được. Rồi bà cứ đứng ở chỗ cái xin, bà chùi cái xin mấy tiếng đồng hồ mà chùi qua chùi lại chùi qua chùi lại. Tức là trong cái giờ phút đó đó, cái tâm bà mắc bận biểu với một cái suy nghĩ nào đó mà bà không có chú ý tới cái chuyện bà đang làm. Bởi vì có cái tiêu chỉ thị, và quý vị còn nhớ mình đã nói lúc đầu là cái sự vận hành của cái tâm của mình, của cái mind của mình đó, khi mà nó bị chiếm hữu bởi một cái ý nghĩ này, một cái hình ảnh này, thì Thì nó nó không không thể nghĩ cái điều làm cái khác điều hay là hình khác. ảnh khác, chỉ có cái hình ảnh đó thôi. Cho nên khi mà bà bị chiếm hữu bởi cái hình ảnh mà chui ra đó, thì bà không nghĩ đến cái chuyện lo âu phiền nào khác nữa. Đó tức là một cái hình thức gọi là chạy trốn, escape, để nó làm bớt đi cái sự lo âu, sợ Căng hãi, thẳng. căng thẳng ở trong tâm hồn. Bây giờ có cái Dạ, kia. thưa bác sĩ, còn cái này là thực tế đó là em có một người con đó, tức là hồi trước nó cũng không có nghĩ tới là một cái bệnh Bệnh. mắc dâu vô đâu, tức là lúc nào quần áo phòng nghĩa là sạch sẽ đâu ra đó, ngăn nắp, ngay cả quần áo mà để đem đi giặt á mà cởi ra rồi cũng gấp đàng hoàng là để vô cái rổ để đem đi giặt nữa. Xong rồi phòng nữa là sạch banh à. Thường thường mà một người con trai đó, thường thường đa số là mình thấy là bất lung Bê tung bê bối, nhưng mà này rất là organized, tức là đâu ra đó, và bất ngay cả cái xe đi á, chở bạn gái đi đó chị Thủy và thưa bác sĩ, mà cổ chỉ có đem cái ly nước vô xe thôi á là cổ goodbye rồi, không có chơi mấy cổ đó nữa. Là tại vì cậu nói là mang cái xe vô cái ly nước vô trong xe, đỡ. nó đổ, nó dơ xe của cậu. Rồi bất cứ cái chỗ nào mà thằng con của em nó để vô á, nó để do not remove, tức là đừng có động tới, rồi không có. Cho nên nó nói ủa sao con cái gì phải tự sống cho nó thoải mái, sống nó tự tạ. Không, lúc nào cũng như vậy cả, và đã muốn cái gì rồi nó nguyên làm sao là nó phải y như vậy. Cho nên hồi đó em không có biết là đó là một cái vấn nạn của. Bởi vì có cái tiêu biết một trong những cái biểu hiện khác của cái vấn đề tâm thần này đó, ngoài cái việc dơ dáy nhiễm trùng, là họ bị chi phối, bị ám ảnh bởi một cái vấn đề là trật tự, orderliness, everything phải in order. Tức là đối với người đó là cái vật đó phải để chỗ đó, cái vật đó phải để chỗ đó, cái Để vật chỗ đó khác phải không để được. chỗ đó. Nếu mà cô Cathy, chị Thủy đến mà xê dịch một chút, họ bực bội, khó chịu, tức tối, giận hờn, nó phải ở đúng cái vị trí đó. Tức là orderliness, everything in order. Đối với người đó, đối với mình thì nó quá đáng. Nhích qua một chút, để tới một chút, để lui một chút. Có gì Nhưng đâu. mà đối với người đó phải để đúng cái chỗ đó. Như vậy là nó cũng ảnh hưởng tới trong gia đình nữa. Hồi đó em nói ủa sao mà cứ phải để đúng cái chỗ đó, dịch đi chỗ khác là mặt mày sưng Sưng sỉa buồn, ngồi ngồi một đống không nói gì hết trơn. Bởi vì dưới đi chỗ khác thì cái điều gì sẽ xảy ra? Nó dấy lên trong lòng cái người đó một cái nỗi lo âu, sợ hãi kỳ cục lắm. Không có yên tâm chút nào hết cả. Đó, cho đến lúc nào mà người đó sắp đặt lại cái vật đó đúng cái chỗ đó, thì cái sự lo âu, sợ hãi đó nó mới giảm xuống. Nó mới giảm đi. Đó, tức là orderliness, đó là một trong những cái biểu hiện khác của cái vấn đề tâm thần đó. Rồi còn có người bạn á, thì đã có người giúp việc nữa là hút bụi mỗi ngày rồi, mà về nhà đó
phải tự là tại hút. Anh phải tự tại hút, và lúc nào trên cái thảm nó cũng phải có cái đường mà hút bụi mới chắc mới... ăn đằng cái nhà sạch. Dạ. À, cho nên nó phải chứ nó phòng nào mà chưa thấy cái đường hút bụi đó là phải đi lấy cái hút bụi. Cho nên nó nhiều khi bực bội, nhiều khi mình đang có khách mà cũng không muốn khách đi về để hút bụi, rồi mình đã tới giờ ăn rồi đó, nhưng mà cơm nước dọn sẵn trên bàn rồi. Hút bụi rồi mới ăn. Dạ. Cho nên bây giờ nói lại mới suy nghĩ lại ở cái đó là cũng là có cái vấn đề. Mà lúc đầu thì trong gia đình cái đó là trong cái mai họ có cái gì bác sĩ. Và cái vấn đề tâm thần này là nó nằm trong một cái nhóm bệnh ở trong ngành tâm thần mà cái tên chung là anxiety disorder. Yeah. Tức là rối loạn về cái sự lo âu sợ hãi. Yeah. Và một trong những cái biến chứng của cái vấn đề tâm thần này là những người này dễ bị bệnh trầm cảm. Tại vì nếu mà thế mà ra khỏi cái ý muốn của người ta là người ta sẽ trầm cảm. Cho nên mình cái này về cái duy tư, cái suy nghĩ của mình thì cái này phải nhờ bác sĩ hướng dẫn cho. Nếu mà mình thấy những người như vậy mình phải giúp đỡ như thế nào, rồi những người mà có như vậy thì làm cách nào để trở lại bình thường, để cho không có làm cho người chung quanh buồn, không làm cho chảy máu tai nữa. Dạ. Rồi cái nữa là nội cái mà mình như là thằng con em nó đi xếp đồ miết, trong khi mình cần nó đi, nó nói con ơi đi cái này, nó nói nó phải xếp đồ xong cái đã mới đi. Và cái vấn đề tâm thần của những người này nó ảnh hưởng đến toàn thể cuộc sống của cái người này đó. Dạ. Yeah. Cuộc sống ở trong gia đình, cuộc sống relationship giữa người mình với người chung quanh, người thân, social activity, xã hội, bởi vì cái thời gian của họ bị occupy mấy cái đó, cho nên nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống. Những người này sống không có hạnh phúc chút nào cả. Tại vì nếu mà mình lợi nhà họ, mình cũng sợ mình làm dơ nhà họ, thì là mình cũng không muốn tới luôn, làm phiền họ. Dạ. Mình vô những cái nhà mà nó quá là như là trưng bày đó, mình không thấy tiện nghi chút nào, mình không thấy thoải mái chút nào nè. Dạ. Cho nên họ dễ bị cái bệnh trầm cảm. Không biết mình ngồi ở đâu để cho họ cảm thấy đúng chỗ nữa. Yeah. Ngồi sợ dơ cái nệm của mình nữa, mệt quá. Yeah. Tức là có cái tí chị Thị cũng đã có gặp những cái người bệnh thực sự như vậy. Thực sự như vậy. Thế thì có cái tí chị Thị là đã làm gì với họ? Thì cái này đó là họ đã đi xa cái thực tế. Mình mang họ trở về cái sự thật. Cái làm thế nào để mang họ về cái sự thật? Nói rằng là cái sự sạch sẽ nó cũng có giới hạn thôi, đâu có phải một ngày phải đi chùi cái nhà tới mấy lần. Mà cái chuyện mà nhiễm trùng đó, ở đâu cũng có vi trùng chứ đâu phải chùi mà không có vi trùng. Vi trùng nó khắp mọi nơi trong không khí, con virus đủ mọi chỗ đó. Nếu mà cái cơ thể mình lành mạnh, cái immune system của mình, cái hệ thống phòng ngự mình mạnh mẽ thì mình không bị nhiễm trùng. Mà giữa mình với vi trùng nó có một cái balance. Yeah. Nó phải có cái sự harmony. Nếu mà mình diệt hết vi trùng mình cũng chết á. Có những vi trùng nó cần... Mình biết bao nhiêu trùng trong cái ruột. Cũng như sâu bò. Có cái thì chị thì thấy sâu bò vậy, con này nó giết con kia, nó lập thành một cái balance. Yeah. Nếu mình giết hết cái thứ này thì cái thứ kia nó over balance thì cái cây cỏ nó cũng sống nổi. Thành ra mình đem họ về cái sự thật được hay chừng nào thì hay chuyện đấy, để chừng nào cái đầu họ nghĩ ra rằng cái chuyện làm của họ là vô lý, vô bổ. Họ, đó thì tôi là thưa với chị Thị, với cô Cathy và quý vị, là khi mà họ ngồi lại đó, họ cũng thấy là cái việc làm của mình nó too excessive và nó quá đáng. Họ và biết. Nó unreasonable, họ biết, nhưng mà không, không, có, làm không kiểm soát được. Không có dừng được. Thì mình không tức là mình nhắc nhở người đó. Nhưng mà vẫn vẫn nó mới viết miếng giấy đừng như... rửa tay hoài chảy máu tay hư da tay dán lên đó. Mà đôi khi cô các chị thấy làm vậy đó họ là cần bực bội tức giận. Dạ. Và họ nóng và rồi nhiều khi họ withdraw nữa, tức là họ không muốn tiếp xúc với mình nữa. Cho nên cái đó mẹ mới nói là cái bây giờ làm cách nào, tại vì nhắc nhở đó là nhắc nhở rồi. Em nhớ em nhắc nhở thằng con em đó là không, con phải làm như vậy, đi về rồi làm. Con sao, tại sao phải lúc nào cũng gò bó vô vậy? Nhưng mà vẫn làm như thường. Hồi đó mới nghĩ là đó là một cái bệnh. Tức là chỉ biết là nó khác người thôi. Chứ không nghĩ là cái bệnh. Dạ.
Cái đó phải uống thuốc không có sinh bệnh. Đấy, lát nữa mình sẽ nói qua cái chuyện có thể làm được gì. Is it possible to do something to help these people with this disorder? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống. Sẽ hẹn lại quý vị vào kỳ sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chào quý vị.